Bị bỏ quen rồi. Mấy ngày hồ nó cũng lai gai mấy bạn ơi. Mình nhìn cái cầu nó cũng đông chứ mà. Đó, người ta ra là người ta chụp hình đó. Đây nó cũng sạch sẽ, lần đầu tiên có cái cầu ra biển, nói giờ mới đi lần đầu.
cái này cũng hay, ở trong kia cái bờ đó mà nó bị đập banh nó ta thấy rõ không, trời nắng ngược chiều cái cầu nó cũng có vậy này. Đây có cái trạm dừng chân ra để mình đứng mình xa xa ra để mình chụp được cái nguyên cảnh biển á mọi người. Mình vô đây nè. Vô đây mình đứng lên đây. Bây giờ nguy hiểm đuối nước nha. Đó, đứng đây mình chụp cho mọi kia.